cô chú, chào cô chú nha. Thì chú cơm trái lớn tuổi này cũng giao cơm trái lên vào bên trong cả nhà. À, chú tránh rồi cô chú để vào. À, 5 thùng nha cô chú chị, 5 thùng. Mè Thái cả nhà. Những hai thùng giữa là thùng mè Thái, có chữ mè Thái cô chú. Nói chung hồi đó chị em Loan cũng bỏ trên cái trang là nút bạc để dân hương nhân cứu người xỉu lên, thì sau đó chị Loan cũng lấy đi cắt rồi cả nhà, treo lên trước thành Mỹ kìa. Chào chú nha. Anh Khoa bán hết khoai lang gì anh Khoa? Hôm nay nữa là hết rồi. Hôm nay hết rồi. Hôm nay hết rồi. Còn 1 tiếng. 100 kg. Cô chú chị ơi, thì nói chung là còn 200 kg khoai lang nữa là sẽ hết cả nhà. Mong cô chú chị em gần xa cũng đến luôn ủng hộ luôn ha. À, chị em Loan có nút bạc, đây nút bạc này đẹp quá. À, nút bạc này cả nhà. Ở đâu? Cô chú là sao? À, biết. Đây cô chú, khoai lang còn 200 kg nên là sẽ hết luôn nha cả nhà. 200 kg này sẽ hết cô chú. Thank you.
chúc mừng chị em Loan đặt nước bạc nha. Năm nay đây thì có những em cũng đi ra ngoài Đài Loan rồi, hai ba ngày nữa chị Nhi sẽ về. Đến lúc đó bọn em sẽ đón chị Nhi. Một cô chú chị xin chị tại vì chị em Loan đang ngồi ở trong. Chị em Loan nhận được bạc hồi tối là về ông Loan cũng dân hương ở trên trang của nghệ sĩ Vũ Linh này. Chị em Loan cũng rất là dân hương chơi của nghệ sĩ Vũ Linh, sau đó chị em Loan cũng bật khóc rất là tội cả nhà. Có như một kỷ niệm của mình, một của nghệ sĩ Vũ Linh đã ủng hộ và ban phước cho chị em Loan cả nhà đó. Rất là quý. Ngày hôm qua chị Ba Bình Tình cũng chi 100 kg khoai lang gỡ chị Hồng Long đêm xuống mùa của người sinh Vũ Linh dân hương và tặng cho nó cái lên YouTube ở bên Hoa Viên Bình Dương của chú anh chị. Thì buổi sáng nay thì em cũng đến đây để gặp nhau chia sẻ trong chị Hồng Long rất là vui. Cũng có nhiều tình huống cũng khá nhiều để em chia sẻ cho cả nhà mình. Có thông tin mới em sẽ cập nhật tiếp. Cô chú anh chị mà có yêu mến TV Miền nhớ ủng hộ, đăng ký kênh, like và share theo kênh của TV Miền, còn lại đừng phát triển nha cả nhà. Sau lưng chị đang có cái gì vậy? Sau lưng có cái gì vậy?